tư hôm nay ngày 8 tháng 10 năm 2021, tôi trực tiếp giao dịch TNS của các học viên của bản thân bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi mong rằng giá trị chia sẻ sẽ hỗ trợ cho nhà đầu tư trên con đường bản thân các bạn tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex. Bản thân chính các nhà đầu tư khi trải nghiệm trên thị trường thì thấy chính những giá trị giao dịch vận dụng trực tiếp này trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng tất cả những giá trị của kiến thức, phương pháp đều cần phải được cái người đứng ra chia sẻ, họ áp dụng vào trong thực tế, họ vận dụng để cho chứng minh cho chúng ta thấy rõ về những điều này thực tế trên thị trường của nhà đầu tư theo dõi nhé. Anh em theo dõi nhé. Quay vào các cái màn hình này. Đây nhá, các tài khoản đang vẫn đang chạy, lệnh vẫn đang ăn nhá. Lệnh vẫn đang ăn này. Nha. Thì lệnh tôi vẫn đang chờ trực tiếp quay cùng cả anh em học viên. Đây. Chạy ra đằng quay lại mặt anh em. Trời ơi, vừa nãy để đây là anh bà rồi nghe. Trời chưa? Đặt mà tóc kéo lên xíu nữa.
Thôi em tắt máy đi.